Xin mến chào các bác, chúc các bác một ngày vui vẻ và mạnh khỏe. Nay bên cửa hàng nhà em Minh Chính Audio nhận được một đơn hàng của một bác khách ở Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Bác khách này điện về bên cửa hàng nhà em yêu cầu là tư vấn cho một số cấu hình loa full bát 30 để về hát karaoke. Thì nhà em tư vấn rất nhiều cấu hình với nhiều khoảng giá khác nhau. Ví dụ là loa full bên cửa hàng nhà em nó có những cái cấu hình 3,5 triệu này, 4,5 triệu, 5,5 triệu và 8 triệu. Thì nhà em tư vấn một vài cấu hình rồi. Thì bác khách này, bác chọn cái cấu hình 8 triệu như thế này các bác nhá. Đây là loa full 30 dB. Bác khách này chọn cấu hình 8 triệu luôn, rất là ăn chơi các bác nhá. Cái cấu hình 8 triệu em lên cho bác ý là củ loa là bát 30 từ leo, bát 30 leo của Hewell. Cái dòng này bên cửa hàng, cái dòng loa bát 30 leo Hewell côn 76 này bên cửa hàng nhà em giới thiệu, làm video giới thiệu rất nhiều rồi. Và chép leo 450 để leo khối của Hewell các bác nhá. Đấy. Bác khách này em phải gọi là quá là ăn chơi luôn, chọn hẳn cấu hình cao cấp này để về cho nó chất lượng hay luôn các bác nhá. Với cái cấu hình mà em lên như thế này thì là 8 triệu như em đã nói. Với mức giá là 8 triệu một đôi này. Thì đôi bên này, thì cái bên này các bác nhá, một cái bên này là em đã ráp xong. Còn cái bên này thì các bác nhìn thấy đây, dụng cụ em đang ráp dở các bác nhá. Cái bên này em ráp xong rồi này, cái bên này thì em ráp nốt. Bây giờ em sẽ mở một đoạn nhạc lên cho các bác nghe chất âm của một cái bên này trước. Tí nữa nhá, tí nữa em mở nhạc lên cho các bác nghe. Đây, đã đấu dây vào rồi các bác nhá. Đây, đang mở dàn các bác nhá. Đấy, đang mở với âm lượng nhỏ một cái này. Thì bây giờ để em giới thiệu qua đi. Đây, nội thất của nó đây các bác nhá, nội thất nó đây. Củ loa bát từ leo Hewell Big 7 màu các bác nhá. Con này công suất rơi vào tầm khoảng 400W đến 800W. Con này côn 76 đây các bác nhá, côn 76. Đây, hơi khó quá nhá. Côn 76 đây, côn 76. Nhện màu vàng. Đây cái mặt trên của em đây. Mặt trên đây các bác nhá. Mặt trên đây. Con này màng rất là xịn và đây là củ chép, em lên cho bác ý là củ chép à. Leo khối 450 của Hewell, con này côn 44 dây dẹt các bác nhá. Đấy. Và phân tần loa trong thùng em sử dụng đấy các bác ơi. Phân tần loa ở trong này em sử dụng là phân tần loa mạch, phân tần loa rất là gấu các bác nhá. F1518. Cuộn đồng rất là to luôn các bác nhá. Tiết diện dây lớn, con phân tần này tải rất là tốt và tiếng siêu hay luôn. Ở trong thùng thì bên cửa hàng nhà em là lót bông cho các bác ý. Lót kín bông luôn các bác nhá. Đấy. Úp lên, rồi, sẽ úp lên. Và thùng này của em là thùng thùng chôn gen các bác nhá, thùng chôn gen. Thùng gỗ rất là dày các bác nhá, gỗ rất là dày. Thùng này sơn sần chống nước các bác nhá, thùng sơn sần chống nước, gỗ rất dày. Bây giờ em sẽ để máy quay một chỗ để em cho nhạc to lên đã, sau đó để máy quay một chỗ. Em đang mở một đoạn nhạc Zumba các bác nhá. 8 triệu một đôi, như bác khách này ở Long Bình Tân, Đồng Nai. Bác mua combo này bên nhà em là 8 triệu các bác nhá. Siêu hay luôn. Cho các bác về hát hò về đẳng cấp luôn các bác nhá. Đẳng cấp luôn. Các bác cùng nghe nhá. Hiện tại em test một cái thôi. Còn cái bên này thì tí để em ráp lốt vào cho bác ý. Và hàng thì bác ở Đồng Nai mà nhà em ở Thường Tín, Hà Nội. Nhà em ở Thường Tín, Hà Nội mà bác ở trong Long Bình Tân, Đồng Nai thì nhà em khi mà ráp xong nhà em sẽ bọc bìa và đóng xốp gửi bưu điện Viettel về cho bác ý. Bác khách này quá là ăn chơi luôn. Dùng hẳn, lên hẳn, chọn hẳn luôn cái cấu hình 8 triệu này. Bát 30 leo Hewell côn 76 và chép theo khối 450 siêu xịn luôn các bác nhé. Phân tần loa F1518. Bên này bây giờ em tí nữa em test lốt các bác nhé. Giờ các bác nghe nhạc test đi đã. Thùng rất gỗ rất dày, sơn sần chống nước. Lưới rất là đẹp các bác nhé. Nhà em thì nhận dựng tất cả các cấu hình loa các bác nhé. Loa full 30, loa full 40, loa full bát 25 nhà em đều nhận hết. Bác nào mà muốn dựng loa, nhà em rất nhiều cấu hình thì điện về bên cửa hàng nhà em để em tư vấn các bác nhé.
tiếng rất hay các bác nhá. Với cấu hình này cho các bác hát nò karaoke tiếng siêu hay luôn. Đây là cấu hình cao cấp nhất bên em. Em mở nhạc nhỏ các bác nhá. Các bác có thể nó bị vướng quảng cáo thôi. Em sẽ mở nhạc nhỏ đi. Mà thôi tắt luôn nhạc đi các bác nhá. Đấy, với cái cấu hình một đôi loa full 30 mà lắp từ leo chép leo của Hewell như thế này là giá 8 triệu. Em bác khách này bác gọi là rất là ăn chơi luôn. Nhà em có bán rời từng thứ các bác nhá. Ví dụ bác nào muốn mua rời đôi vỏ thùng này. Vỏ thùng này thì là đôi vỏ này bên em đang bán là 2.050.000 vỏ không. Bác nào mà mua rời một đôi bát 30 leo Hewell côn 76 này giá đang là 3.250.000. Mua rời đôi chép là mua rời đôi chép 450 hết leo Hewell giá em đang bán là 1.650.000 một đôi. Bác nào mua rời phân tần. Mua rời phân tần loa F15 18 giá nó sẽ là 950.000 một đôi các bác nhá. Đấy. Còn nhà em nhận luôn giáp như thế này các bác nhá. Ví dụ bác khách này yêu cầu giáp luôn thì nhà em nhận luôn giáp như thế này. Chi tiết mà đặt hàng mà cần dựng loa giáp loa điện cho em các bác nhá. Em xin dừng video tại đây. Video mà hay các bác nhớ ấn like và ấn chia sẻ và cho nhà em một lượt đăng ký kênh các bác nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều đã theo dõi video này.